với một không khí hết sức sôi động và đầy tràn đầy một cái ý nghĩa của cái tình thương. Và cũng nhân dịp này thì thay cho cũng là chúc tốt đẹp nhất với các bạn chị, tôi xin gửi tới các bạn chị cùng quý vị và quý vị khán giả một bài hát mà có lẽ là các bậc thầy cô giáo chờ để con. Wow. Và có lẽ là cũng một cái chính một chút, tôi cũng lâu chúng tôi cũng không khác. Trước thì ở sinh viên cũng có nhiều cơ hội để khác hơn, nhưng mà kể từ khi ra công tác, cơ hội đó cũng ít dần. Đặc biệt thời gian hiện nay cũng ít còn mình để đối với sân khấu. Vì vậy có cái gì mà chỗ nào đó, đâu đó nó còn có thiếu sót rất mong nhà tôi biết được rồi. Các thầy cô giáo thì các bạn thân cảm tròn và xin một tràng pháo tay để cổ vũ. Giờ đây đứng bên em, giờ đây đứng bên em.